Sau đây là phần tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, từ 18 giờ ngày 6 tháng 8 đến 18 giờ hôm nay ngày 7 tháng 8, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh, toàn tỉnh ghi nhận thêm 28 ca COVID-19 ở 4 trên 8 địa phương của cả tỉnh. Trong số 28 ca COVID-19 mới ghi nhận 24 giờ qua, thành phố Vũng Tàu ghi nhận nhiều nhất với 23 ca, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ mỗi địa phương ghi nhận 2 ca, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 1 ca. Hiện cả tỉnh có 8 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện với 3 bệnh nhân nặng, gồm 1 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn và lọc máu, 1 bệnh nhân thở máy xâm lấn, 1 bệnh nhân thở oxy. 206 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường đang được các trạm y tế trên toàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch với sự đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10,7% công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4.